Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Tiên Sa Kích. Ngày hôm nay, con xin tự giới thiệu, con tên là Gia Linh. Hiện tại con đang học lớp 4/4 trường Nguyễn Du. Sở thích của con là chơi game, đi bơi và vẽ tranh. Ước mơ của con là trở thành một MC giỏi và tài năng, bởi vì con muốn truyền đạt ý nghĩa và thông điệp đến tất cả mọi người. Và để thực hiện được ước mơ này, ngay bây giờ con phải siêng năng, học tập, rèn luyện tự tin hơn trước mọi người. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Con xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Hứa 10.000 follow mình sôi giọng, nên bây giờ mình phải giữ lời hứa. Em ơi đừng khóc mong tôi trong mắt sẽ bắt em nhìn. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tim anh tan tác. Con thấy mẹ vất vả khi làm việc, nên bây giờ con phải học thật tốt để mẹ vui. Mẹ ơi, con yêu mẹ.